Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em lại tiếp tục những video chia sẻ về cây dược liệu, thì em sẽ đi tìm và chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại cây mà nó mọc dại khắp nơi. Khi mà làm nhà nông mà gặp cái cây này thì nhức đầu lắm. Một cái loại cỏ mà mình khá là tốn công trong cái việc mà mình làm sạch nó, tại vì nó sinh trưởng và nó chỉ còn một chút xíu rễ nó cũng có thể là phát triển lại được. Kể cả mình dùng thuốc thì nó chỉ cháy cái phần cỏ bên trên, chứ ở dưới cái củ nó mà còn thì nó vẫn sinh trưởng được nhé. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị, đó là cây cỏ gấu, hay còn gọi là trong đông y thì nó gọi là hương phụ, một cái loại dược liệu rất là quý và được sử dụng lâu đời ở trong đông y nhé. Cái cây này thì đa số cô bác và anh chị mình thu hái và mình dùng làm dược liệu. Cái cây này thì không cần trồng, nó mọc ở khắp mọi nơi, người ta thu hái tự nhiên thôi. Một cái loại cây mà được ví như là sâm nữ, là rất là tốt cho phụ nữ. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị những công dụng rất là tuyệt vời của cây cỏ gấu nhé. Phần được dùng làm thuốc của cỏ gấu bao gồm toàn cây, cả thân, rễ và lá. Có thể thu hái toàn cây hoặc là mình thu hái mình củ nhé. Mình về rửa sạch và phơi khô thôi. Cỏ gấu thì trong đông y nó có vị hơi cay, hơi đắng và nó quy vào hai kinh là kinh can và tam tiêu. Công dụng của cây cỏ gấu thì sử dụng rất là rộng rãi trong đông y với cái tên gọi là hương phụ. Một số những cái công dụng chính của cây cỏ gấu như sau. Công dụng đầu tiên đó là nó điều trị cái kinh nguyệt không đều ở chị em phụ nữ, điều trị cái bạch đới khí hư là da huyết trắng nhiều đó cô bác và anh chị, giúp bà bầu dễ sinh nở, điều trị viêm cổ tử cung mãn tính và tăng cường tiêu hóa, điều trị đầy bụng khó tiêu, điều trị cái dạ dày do thần kinh suy nhược và mất ngủ. Và em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị cái cách dùng và liều dùng. Đây cô bác và anh chị, cái củ của nó khi mà mình đào lên thì nó sẽ có rất là nhiều củ như thế này. Nó có thể là nó mọc mà thành bụi, thành chùm, rồi bắt đầu là nó lan ra từng cái rễ nhỏ, thì cái rễ của nó sau khi mà nó lan ra thì nó sẽ hình thành củ nhé. Củ ở trong thì sau khi mà mình bóc cái lớp vỏ ngoài màu đen đi thì nó sẽ có màu trắng nhé. Cái cách dùng và liều dùng thì đối với cái điều trị cái kinh nguyệt không đều, khí hư, bạch đới, đau bụng kinh, khó đẻ thì mình sẽ sử dụng đó là hương phụ 8g, ngải cứu 8g, ích mẫu 10g, bạch đồng nữ 10g. Các vị thuốc thì mình rửa sạch, sau đó thì mình đun với khoảng 600ml nước, đun sôi với lửa nhỏ trong vòng khoảng 30 phút rồi mình tắt bếp và mình chắt lên nước mình uống trong ngày, có thể chia từ 2 đến 3 lần uống nhé. Cái bài thuốc thứ hai là bài thuốc mà người ta dùng cái cây cỏ gấu này để điều trị cái viêm cổ tử cung mãn tính ở phụ nữ. Thì người ta sử dụng cái cây cỏ gấu 8g, lá xạ đen 15g, trinh nữ hoàng cung 5g, đun với khoảng 800ml nước, rồi mình cũng chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Thêm một cái bài thuốc để điều trị cái khó tiêu đầy hơi thì mình cũng sử dụng lá và cái củ của cái hương phụ khô mình rửa sạch. Sau đó thì mình cũng hãm với nước sôi mình uống và mình uống sau bữa ăn nhé. Thì nó sẽ giúp cho mình giải quyết cái tình trạng khó tiêu bị đầy hơi, rất là khó chịu. Và thêm một cái bài thuốc nữa điều trị cái đau dạ dày do mất ngủ, căng thẳng thần kinh. Cái cô bác nào mà mình bị cái này rồi thì mình biết, có nghĩa là cứ khi nào mà mình bị mất ngủ hoặc là mình bị căng thẳng, hồi hộp, lo âu về một cái chuyện nào đó thì mình lại bị đau dạ dày. Thì cái bệnh này thì cũng rất là ảnh hưởng đến cái đời sống. Thì mình cũng có thể sử dụng cái cỏ gấu này 10g kết hợp với 10g dạ cẩm. Mình đun nước mình uống nhé. Mình đun khoảng 800ml nước và mình chắt nước mình uống hàng ngày. Cái cây cỏ gấu này thì nó mọc dại
khắp nơi. Cái nếu mà sử dụng tươi thì người ta đa số là người ta sử dụng toàn cây, còn khô thì cô bác anh chị mình cũng có thể sử dụng toàn ta cây, hoặc là mình sử dụng mình cái củ thôi nhé, mình phơi khô. Một cái bài thuốc từ cái rượu của cái cây cỏ gấu là rượu của người ta sẽ phơi khô cái củ của cỏ gấu và người ta ngâm rượu thì cũng có cái tác dụng điều trị cái bệnh đau nhức xương khớp rất là hiệu quả và quý. Mình có thể ngâm rượu cái củ cỏ gấu, và khi mà thời tiết thay đổi, các cô bác anh chị mình đau nhức xương khớp thì mình có thể lấy cái rượu đó ra mình xoa bóp thì nó sẽ cải thiện rõ rệt cái tình trạng đau nhức xương khớp do thay đổi thời tiết nhé. Các cô bác và anh chị lớn tuổi thì cái bệnh về xương khớp là cái bệnh mà mình không thể tránh khỏi được. Các cái bạn nào mà bị hay bị đau bụng kinh á, cứ tới tháng là mình đau bụng á, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, thì mình cũng có thể sử dụng cái củ ấu kết hợp với trần bì và nguyệt quý hoa. Mỗi loại dùng 20g mình sắc lên nước uống trước cái kỳ kinh khoảng 2 đến 3 ngày và uống trong cái kỳ kinh thì nó cũng giúp đau giảm cái đau bụng kinh rất là hiệu quả nhé. Cái cây này thì được phân bố chủ yếu là ngoài tự nhiên, không có ai trồng nó cả. Người ta sẽ thu hái ngoài tự nhiên rồi người ta về chế biến và làm thuốc thôi. Rất là nhiều cái cây này. Cách đây khoảng 2 đến 3 năm thì thương lái Trung Quốc có sang Việt Nam ở phía Bắc á, người ta thu mua rất là nhiều cái cây này với giá cao. Để thấy được là cái giá trị dược liệu của cái cây này thì cũng rất là tốt và vô cùng quý, nên là người ta mới thu mua với cái số lượng lớn như vậy. Cái cây cỏ gấu này thì đây là một cái bài thuốc mà được sử dụng rất là lâu đời rồi, nên là cô bác và anh chị mình có thể tìm hiểu rất là dễ dàng. Mình có thể là mình lấy được nó để về làm thuốc, làm chữa các cái bệnh. Được ví như sâm nữ là bởi vì công dụng của nó đa số là để chủ trị các cái bệnh của chị em phụ nữ. Nhưng mà cái củ của nó thì cũng có thể, cái bài thuốc mà ngâm rượu để chữa đau nhức xương khớp thì có thể sử dụng cho tất cả mọi người. Cái cây này thì khi mà mình bẻ ra thì cô bác và anh chị thấy là cái mùi của nó khá là thơm. Cái củ của nó, cái mùi rất là thơm luôn nha cô bác và anh chị. Cái cây nhỏ mà nhìn cái củ nó là mình dễ dàng mình nhận biết được cái cây này là cây cỏ gấu nhé. Ở ngoài tự nhiên thì có một số cái cây nó cũng na ná giống, nhưng mà cô bác và anh chị mình quan sát kỹ giúp em là cái lá này, cái củ này và cái phần hoa nhé. Chứ nếu mà mình không quan sát kỹ cái phần hoa là mình dễ bị nhầm lẫn với một số cái loại cỏ khác đó. Video chia sẻ về cây cỏ gấu, một cái loại dược liệu mà gọi như là tự nhiên, không cần phải trồng, rất là phổ biến, mình có thể tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Cô bác và anh chị mình tìm hiểu và mình có thể ứng dụng vào đời sống nhé. Video của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn quý cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé. Để nhận được những video mới nhất thì em mời cô bác và anh chị mình đăng ký cái biểu tượng chuông bên cạnh, để khi mà có video mới nhất thì cô bác và anh chị mình tiện theo dõi và tham khảo những loại dược liệu Việt Nam và những cây thuốc quanh ta nhé. Video của em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.